Hôm trước chúng ta đã học về đối tượng rồi. Thì cái từ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài về DOM, DOM là viết tắt của từ là tương đương với cái từ là Document Object Model. Được chưa? Đối tượng tài liệu trên màn hình. Đấy là cái môi chúng ta. Thì cái DOM này này, để ý nhá, cái DOM này thực chất nó không phải là cái gì xa lạ của chúng ta đâu. Nó tương đương tiếp với thẻ HTML. Nó chính là thẻ HTML, không có gì xa lạ cả. Chẳng qua trong JavaScript nó cung cấp một cái kiểu dữ liệu là đối tượng. Và kiểu dữ liệu đấy nó chính là các thẻ của chúng ta. Và nó quy định sẵn những cái thuộc tính, sẵn những cái hành động cho cái đối tượng thuộc loại là DOM. Thì chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên chúng ta phải học những cách xác định DOM đã. Ví dụ như sau. Tôi có một cái biến var bằng target đi. Target bằng, ví dụ ở trên thẻ HTML của tôi. Tôi sẽ có một cái thẻ H2 có cái ID bằng target. Thì chúng ta có thể xác định bằng document.getElementById và viết cái giá trị của cái ID mà chúng ta muốn tìm vào đây. Sau đó chúng ta tiến hành console.log ra cái target. Xếp xuống. Đây là cách đầu tiên xác định thông qua ID. Chúng ta chạy cái này. Đang chuẩn M12 đây. Chúng ta nhìn thấy cái thẻ H2 đây đúng không? Chúng ta có cái biến target luôn. Chấm inner text bằng FPT poly technique. Được chưa? Thì đây là cái DOM của chúng ta. Cách đầu tiên xác định là nó chúng ta sử dụng document get element by ID, viết giá trị ID vào đây. Thì kia nhỉ? Nếu xong đến đây chưa? Đấy, xác định bằng ID này. Tiếp theo nếu tôi có hai thẻ như này sao? Hai thẻ sao? Đây tôi có là, đây là target 1. Đây tôi sẽ có tiếp là target 2. Thì cái target nó lấy ra này nó sẽ là 1 hay là 2 hay là cả 2? Cả 2. Nó là target 1. Hiểu chưa? Bởi vì cái này nó, các bạn học CSS rồi đúng không? CSS ấy thì chúng ta có cái câu ví dụ như kiểu như thế này. Với CSS chúng ta có target như này đúng không? Thì là tìm tất cả các thẻ trên màn hình có giá trị ID bằng target thì đã dùng cái CSS ở trong này đúng không? Nó không quan tâm đến cái ID là 1 hay là nhiều. Nhưng mà với CSS của chúng ta thì chúng ta có là get document by ID thì nó sẽ là tìm đến cái thằng có ID là target đầu tiên trên trang này để gắn nó bằng cái biến kia. Được chưa? Chứ nó không tìm đến thằng thứ hai đâu, nó chỉ quét duy nhất một lần thôi. Nó không quét đến thằng thứ hai, gặp thằng đầu tiên phát dừng lại luôn. Đấy là cái cơ chế hoạt động của JavaScript. Thì chúng ta ở đây có target 1, đây là nó chỉ xác định được một cái thôi. Xong chưa? Dừng ở đây. Và chúng ta cần phải lưu ý cho tôi cái chữ element này có s gì không? Không có s gì. Cho nên là nó chỉ xác định được một thẻ thôi. Thế nhỉ? Tôi comment này vào. Chúng ta đến với các cách tiếp theo. Và h2 bằng document chấm get element by tag name. Đây tôi để tên là thẻ h2. Và tôi console log vào thẻ h2 ra cái biến h2. Chúng ta nhìn cái gì? Ai gì? Ai vào đây là hai thẻ. Đây là một cái mảng. Đây nó là một cái mảng chứa hai DOM. Được chưa?
nó là một cái mảng chứa hai cái thẻ HTML của chúng ta nhá. Hãy lưu ý với những cái get element element có chữ sc thì nó sẽ luôn luôn trả ra mảng, được chưa? Và các mảng ấy, các dữ liệu ở trong mảng nó đều là DOM cả. Ví dụ chúng ta có như sau. H2 ở vị trí thứ nhất, đúng không? Ở vị trí số 1, index bằng 1 chấm inner HTML bằng, đây là thẻ strong. Say something, đúng không? Chúng ta nhìn thấy ở trong này, nó chính là cái thẻ strong luôn. Đó, thì đó là các phần tử nằm trong cái mảng output của cái get elements by tag name thì đều là DOM, được chưa? Đấy là cái thứ hai của chúng ta, get elements by tag name. Tất nhiên chúng ta sẽ còn rất là nhiều, chúng ta để ý document.get. Đây, nhìn thấy một rổ element by name này, name này, class name này, tag name này, tag name namespace này. Đó, rất là nhiều. Còn nhiều lắm. Nhưng thì chúng ta có thể dùng những cái này, nhưng mà hầu hết là người ta đều sử dụng là by get element by id là chính. Nhưng mà đã sử dụng cái này, hoặc là get element by class name, by class name như này. Ví dụ tôi có thẻ H2 này là ID, à đây ID, tôi có class bằng T1, T2, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là cái thẻ H2 này nó thay cho cái việc bằng document get element by ID, về tag name thì chúng ta có cái và H2 bằng document get element by class name. Ở đây class name của tôi để là T2, T2. Chúng ta có số log của H2, chúng ta xem nó ra cái gì. Nhìn thấy gì? Tìm nó có một thẻ thôi mà. Bởi tìm ra một thẻ có class ở trên màn hình này, có cái class là T2 thôi. Còn có cái nào khác không? Nếu tôi thêm một cái đây là thẻ P, có class bằng T2. Đây là P, P here. P here. Cho anh nhìn thấy hai thẻ đúng không? Đây. Và đây. Xong chưa? Em thấy cái màu hồng nữa là chỉ tên thẻ. Màu hồng nào? Đây hả? Ui giời, mỗi trình duyệt một màu mà. Không quan trọng màu đâu. Được chưa? Đấy, đây là những cái cách cơ bản nhất để dùng để xác định cách đo. Chúng ta còn thêm cách thứ hai nữa. Đây là cách loại 1, đây là loại 1 là sử dụng document get element by. Được chưa? Chúng ta còn nhớ code CSS không? Còn nhớ tí nào về code CSS không? Hả? À? Xem nhé. Và H2 bằng document.query selector all. Được chưa? H2. Đây chúng ta coi nó ra gì nhá. Ra gì? Một cái mảng chứa hai DOM đúng không? Nhìn đây là cái gì? Đây là tên thẻ đúng không? Tiếp này. Đâu? Kệ nó. Đây là tiếp này. Thăng. Ta ký. Như cái dấu thăng này là của biểu tượng của gì? ID đúng không? Màu đúng mà màu. Đây. Đúng lấy theo ID không? Nó quét toàn màn hình. Để tôi copy tiếp này. À đây là ID chứ. Thấy gì? Giống CSS chưa? Là tất cả các thẻ ở trên màn hình có cái ID là target. Đây là đưa về kiểu dùng của CSS này. Đúng chưa? Bây giờ với class gì? Class gì? Class T2 nhá. T2
xong chưa? Có T2 này. Đúng là T2 đi không? Đúng chưa? Chúng ta có Document Query Selector All thì các cái ở phía sau này chúng ta sử dụng như các cái selector, không khác tí nào cả. Và nhớ cho tôi, Query Selector All là nó luôn luôn trả ra mạng. Nó luôn luôn trả ra mạng object. Cách nữa, và H2 bằng Document.Query Selector Target, thăng target. Lại tìm cái thằng đầu tiên. Cái này nó thiếu hơn so với cái trước là nó không có chữ on đúng không? Cho nên nó chỉ lấy ra một DOM thôi. Lấy ra một phần tử DOM thôi. Không tìm thấy thôi. Được chưa? Còn nếu mà đã tìm thấy nó luôn luôn trả ra một cái đầu tiên nó gặp được. Đấy, đấy là những cái cách giúp chúng ta xác định các cái thẻ ở trên HTML. Nhớ tôi chỉ nhớ duy nhất một thứ, đó là thẻ HTML. Đây là cách xác định nó. Được chưa? Tiếp theo chúng ta nói sâu hơn này. Chúng ta nói sâu hơn một chút này. Cái này chúng ta cần phải biết nhé. Chúng ta biết HTML cái cách nó sắp xếp các thẻ như nào không? Theo trong mô hình cây là HTML, từ cây gốc HTML đẩy sang là head, đẩy sang là body. Trong head có title, trong head có meta, đúng không? Trong body thì có các cái thẻ nạp, có thẻ div, có thẻ h2, có thẻ ba chấm, đúng không? Hoặc là nếu các bạn thích thì các bạn biết như thế này, nó là thẻ header, main, footer, aside. Và trong cái main này, trong các thứ này, nó chia ra các cái thẻ con ở trong. Có đúng là mô hình loại cây không? Đó, có vậy không? Và các bạn lưu ý, các cái loại thẻ con này, nó có thể các loại con và trai cũng có thể tìm đến nhau, rất bình thường. Bây giờ các bạn học jQuery sẽ thấy cái phần đấy nó tìm vãi chưởng lắm, nhanh kinh khủng. Đấy là xong về cấu trúc và cái cách sắp xếp DOM ở trên HTML. Tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu xem DOM nó có cái gì. Tại sao lại cần phải có cái DOM này? Để ở dưới này. Đâu nhỉ? Đây. Các thuộc tính của nốt. Cái này chúng ta phải nhớ. Đầu tiên, InnerHTML thì chúng ta thử cái luôn nhé. Ở đây chúng ta đang có cái H2 bằng cái này đúng không? Rồi chúng ta có H2 chấm InnerHTML bằng bằng thẻ gì bây giờ? Thẻ A đi. Thẻ A có cái style, tôi không thích viết href. Style bằng color 2 chấm là red. Đây là đóng thẻ A. Text me. Đúng chưa? Thẻ A nằm trong này. Ủa, thẻ A này không có ấy á, không có href cũng được à? Href bằng dấu thăng text me. Đúng chưa? Nó đã chuyển text này sang thẻ A. Nhưng mà nếu chúng ta để ý này, tôi thay cái inner HTML này chuyển thành là inner text thì tất cả đưa hết về chữ. Đúng chưa? Còn inner HTML nó áp dụng cái đoạn text này sang thẻ HTML. Nên chúng ta phải phân biệt hai cái này. Hai cái này là hai cái khá là hay dùng. Hai cái này khá là hay dùng. Nên chúng ta phải phân biệt được nó. Và chỉ có DOM mới có cái trò này thôi. Được chưa? Không phải là DOM không có cái thuộc tính này. Xong.
đấy là cái thứ nhất, inner HTML và inner text. X.NodeName coi nhé, tôi clear bớt đi. H2.NodeName ra tên thẻ, đúng không? Ví dụ tôi xác định cái H2 này chính là cái T2 nhá. H2.NodeName đưa hết về chữ hoa, nó sẽ đưa hết về chữ hoa, xong chưa? Tên thẻ, gì nữa? Node value, giá trị của node chúng ta có gì? Node value null, đúng không? Bởi vì thẻ P nó làm chó thì có cái giá trị nào là giá trị value, đúng không? Chỉ có những cái thẻ input text area select với có value thôi. Thì chúng ta thử đổi cái này sang thành là thẻ, ví dụ tôi để ở đây là thẻ input text value bằng 12345 chẳng hạn, ví dụ thế. Có cái ID bằng node value, ví dụ tôi có target bằng document get query selector thăng node value. Giờ chúng ta lấy ra H2 lấy ra target đúng không? Xong đi đến thẻ input thì chúng ta có target.node value. Ủa sao lại null nhỉ? Hình như có gì đó sai sai. Node value giá trị của x. Sao bị ngu à? Không đúng. Value mới đúng chứ. Sai nhá, cái này sai. Cái node value tôi cũng chưa check là cái gì. Tiếp theo node type, xem node type là cái gì. Các bạn để tôi xem lại cái node value này nhá. Target.node type 1. Chẳng hiểu. Tôi cũng chẳng dùng cái này bao giờ. Rồi parent node tìm đến node cha này, thử xem. Đúng cha của nó là ba đi không? Đấy, để tìm cha tìm con đấy. Xong chưa? Đúng cha của nó này là ba đi. Tiếp theo đến try node, node con, attribute. Try node thì ví dụ như chúng ta để cái thẻ P này ở trong, okay, ví dụ tôi để thẻ P này nhá. Ở trong này tôi có thẻ span. Đúng không? Tôi viết text vào đây. Đây là T2. Class T2. Chúng ta git vứt ra. Chết mẹ nhầm. Đây, thẻ P rồi nhá. Target.try node text span. Giá trị đầu tiên là text span text. Đúng chưa? Tiếp theo đến attribute, cái này là thuộc tính quan trọng. Chúng ta sẽ có là tôi clear bớt đi. Target.attribute node map không, chỉ có mỗi class có giá trị thôi. Class bằng T2, đúng không? Đây class, đây node value T2, đúng chưa? Class, cái này các bạn không cần phải hiểu sâu quá đâu, chúng ta chỉ nhớ qua là được, mất bố mạng rồi. Cày đang làm dở. Cái gì đấy? Dân mạng hết à? Hả? Thú vị nhỉ. Chờ tí để tôi bật 3G.
Cái gì? Tôi có mặt. Gì mà Ngọc xinh gái, nhanh mẹ mày lên. Các thứ. Lâu nhỉ. Cái gì? Rồi đây không? Chúng ta quay trở lại. Đây, đây là những cái thuộc tính cơ bản. À, xong. Inner text này. Rồi tiếp theo, chúng ta đến phần tiếp theo. Ví dụ như tôi sẽ bê một cái ảnh vứt vào trong này. Tôi bê một cái ảnh desktop này. Đây, ví dụ mobile app này, copy vào trong kia. Vứt vào trong cái buổi slide nội dung này chúng ta hôm nay. Ví dụ như sau. Tôi có một cái đoạn thẻ div có ID bằng từ từ nha, để xem nó dùng cái gì bây giờ. À đây rồi, hiểu rồi. Div này, tôi có on click, on hold, on mouse. Mouse over. Có biết hàm này không? Chưa học cái này á? Chưa học sự kiện à? Ôi dồi ôi. Thôi được rồi, tí nữa tôi sẽ cho các bạn xem nó là cái gì. Function, à đây là mouse over, đây là hàm over. This on mouse out. Đây là out. Chuyển this. Trong này chúng ta có một cái img. Trong này chúng ta có một cái img. Img src bằng mobile app. Img mobile app. Đây, tôi dùng cái này đi. Và ở trên này tôi sẽ có một cái đoạn style. Style này có cái img có width bằng 100%. Deep của chúng ta sẽ có width bằng 300 pixel. Được chưa? Nào, rồi chúng ta coi nhá, xem có cái gì. Đây. Đầu tiên là có cái ảnh đã này. Bây giờ tôi sẽ làm cái việc là khi mà tôi di chuột vào đây, cái ảnh sẽ được phóng to ra. Khi di chuột ra ngoài, cái ảnh trở lại 300 pixel. Giờ làm nào. Cái lỗi này không sao đâu nha. Có nghĩa là ở đây nó báo là cái hàm over không chưa được định nghĩa. Và chúng ta chưa định nghĩa ra cái function đấy ở phía dưới này. Đây chúng ta có function over. Đây là e. Đặt e hay đặt gì được, đây là tham số truyền vào thôi. Tôi sẽ có e.style .width bằng 600 pixel. Function out e.style.width 400 pixel.
coi nhé. Thấy chưa? Hover vào. Bung ra. Từ từ đã, bình tĩnh nhá. Được chưa? Đây là chúng ta sử dụng cái đây, cái này có dấu, có cái này có trò có dấu đóng mở ngoặc không? Thì nó là cái gì? Trong đối tượng nó là cái gì? Thuộc tính. Được chưa? Chúng ta thay đổi giá trị của thuộc tính. Thì ở đây chúng ta có cái this. Ở đây chúng ta nhận biến e đúng không? This là gì? Chính nó. Chính nó, trong lập trình chúng ta chỉ có chính nó thôi, không có đây đó gì cả. Được chưa? Tức là chúng ta truyền cái DOM. Cái DOM là cái thẻ này vào trong này. Đúng rồi, thay cho cả cái DIP này luôn. Tương đương với cả cái DIP này. Được chưa? Khi mà sự kiện con chuột nó di vào trong cái thẻ này thì chúng ta sẽ gọi cái hàm over, và trong hàm này nhận một cái biến là e. Biến e này chính là cái thẻ DIP được hover vào. Xong chưa? Thì chúng ta sẽ có là e, nó là DOM mà. DOM thì chấm style, nó có cái thuộc tính là style. Style là về cái gì? Cách hiển thị đúng không? Chấm width, đây là về độ rộng. Nó sẽ gán lại bằng 600 pixel. Khi mà chúng ta con chuột ra ngoài thì sao? 400, trả lại về 400. Lúc đầu là 300, giờ mình chuyển chế thành 400. Hơi bậy, 300. Đúng nhá? Thì đây là những cái tính chất của DOM. Có nóng không? Không nóng à? Không nóng rồi học tiếp. Xong như nhỉ? Với cái style này chúng ta dùng được rất nhiều nhá. Gần như là tất cả những cái gì của CSS chúng ta quất được hết. Ví dụ như này, đây tôi sẽ inspect cho các bạn coi. Các bạn nhìn này, đây là 400 đúng không? Viết 400 này, hover vào này. Nó chuyển thành inline. Nó áp dụng thành inline style. Hover ra, hover vào. Đúng không? Nó trở thành inline style. Thế ví dụ tôi muốn chuyển cái ảnh này thành một cái ảnh khác, liệu có được không? Được kiểu gì? Thử chuyển cái ảnh này sang ảnh khác nhá. Tôi sẽ kéo một cái ảnh khác vào đây. Graphic design. Cái ảnh này to lắm. Đây, graph design. Copy. Lại paste vào đây. Được chưa? Tôi copy cái tên nó đã. Xong chưa? Đây chúng ta có thêm gì? Document.QuerySelector là thẻ IMG, tức là nó tìm đến thẻ IMG đầu tiên đúng không? Chấm src bằng. Sau đó nếu mà cái này out ra ngoài thì trả lại cái ảnh mobileapp.jpg. Không, tùy từng thuộc tính, tùy từng thẻ nó sẽ có những cái thuộc tính đặc thù của nó. Cái này chúng ta phải học nhiều, chứ không phải là đục phát, học phát xong ngay, không có chuyện đấy đâu. Đúng chưa? Hả? Cô nào? Ngu à? Có gì đó ngu à? Không phải, cái này bị nóng à? Mấy thằng ngồi dưới tí nó rơi đầu rồi. Ông, cái này nó bị nóng. Cái chứ tôi có động gì vào đây đâu. Đúng không? Nếu mà dây lỏng ấy thì ở trên cái màn hình này của tôi nó cũng sẽ bị chuyển màu. Nhưng mà màn hình ở trên này nó vẫn trắng trắng hếu. Thì là do cái kia kìa. Chúng ta chuyển màu nhanh quá nó cũng nóng mà. Đang lên nhấp nháy vô rồi. Nhấp nháy là có dấu hiệu đứt rồi. Hoàng Anh, bác uống bia vợ phòng bác kia. Bác tôi ra rồi đúng không? Bác phòng vệ ngay đây. Đi. Đi.
cái từ điểm này. Vâng, mua mấy chiếu đều. Thẻ nào inline? Inline nào làm gì có cái nào là inline? À, cái style ấy hả? Cơ chế của nó là như vậy. Không khác cái bạn viết này, không khác gì là nó bạn viết thêm, bạn viết thêm vào trong cái thẻ này. Là style chấm style bằng cái gì width bằng 600 pixel. Thế này, không khác gì. Bởi vì nó làm sao nó tác động được đến cái nội dung của file của cái ở trên này. Đúng không? Nó chỉ tác động đến cái thẻ này thôi. Vẫn thế mà. Vua. Thôi rồi, kệ nó đi. Tiếp tục. Nếu mà để xem hiểu sâu hơn về cái DOM này ấy, chúng ta muốn tìm hiểu ấy, cho search cho tôi cái từ là HTML JavaScript DOM attribute. DOM attribute. Đây. Đây, chúng ta có tất cả những cái attribute ở trong này. Không có nhiều, đây là DOM 4. Rất nhiều luôn. First try node base URL attribute append try e-support. Đây là cái thuộc tính rồi. Đây thuộc tính và cả lẫn đấy. Đây, property and method. Có bằng này thứ. Nhiều lắm. DOM document. Đấy, rất nhiều. Học hết bằng này chắc chết, chỉ nhớ vài cái thôi. Chỉ nhớ vài cái để xài thôi. Nó cũng không phải nhớ nhiều làm gì cả. Gì? Bây giờ tôi làm cái việc tiếp theo. Bây giờ tôi thay cho cái việc là hover vào đây nó bật ra như này. Thì tôi thay bằng việc là hover ở đây nó mất mẹ cái ảnh luôn. Xóa cái ảnh luôn ấy. Xóa cái ảnh khỏi cái trang HTML này luôn ấy. Có được không? Thử nhá. Xác định được thẻ IMG rồi này. Xong chưa? Chấm remove. Tèo luôn. Display none cũng được. Nhưng mà tèo luôn. Ở đây là chúng ta để ý này, cái div này còn cái thẻ không? Còn thẻ IMG. Nó bay luôn khỏi màn hình á. Được chưa? Thế nếu mà tôi muốn nó quay trở lại sao? Có được không? Sửa cái gì? Sửa cái gì? Copy này. Sửa gì? E.innerHTML bằng cái này. Thôi tèo rồi. Giờ làm sao để bỏ ra ngoài giờ? Làm sao để cho mau out? Cái thẻ này nó có gì đâu mà out? Nó không chiếm diện tích nào. Thế chúng ta sẽ phải có cái đoạn style ở trên này là min 2. Min 2 bằng 200 pixel chẳng hạn. Nó chưa out rồi. Để tôi viết vài cái text vào đây. Không chạy. Lỗi rồi. Cannot read property of null. Không xác định được. Ô, không sao. Cái này chúng ta cũng chẳng ai làm cái việc ngu si đấy đâu. Người ta chỉ cùng lắm là thay đổi cái ảnh. Nghịch bậy nghịch bạ. Rồi. Đấy là vài cái demo về DOM điếc các thứ các kiểu. Tiếp theo đến các cái thuộc tính của DOM. Demo thuộc tính rồi này. Phương thức
Cái này thì append try, chúng ta có hết cái này, biết cái này rồi đúng không? Tiếp theo là append try, remove try. Nhưng nói thật là tôi cũng ít dùng mấy cái này. Để tôi coi này. Đây nha, thử nha. Khi mà cái này over vào, được chưa? Thì tôi sẽ sử dụng như sau. Và img bằng dom.document.createElement. Được chưa? Đây là img. Các bạn nhìn thấy gì không? Tạo ra một cái thẻ, dùng document để tạo ra, dùng DOM để tạo ra một cái thẻ, tên là, tên thẻ là img, gán cho nó bằng cái biến img này. Được chưa? Sau đó tôi có cái img chấm gì? src bằng mobile app.jpg gì? Tí nữa tôi xóa bén cái này là xong nhỉ? Được chưa? Tí nữa tôi sẽ xóa luôn cả cái này đi. Tôi viết vài cái text vào đây thôi. Text here. Được chưa? Bằng mobile app, bỏ qua luôn cái out, mouse out này đi. Img.src mobile app này. Sau đó tôi có tiếp là gì? Append try img. Thử cái nhá. Đây tên kia đúng không? Thấy không? Tôi tự tạo ra một cái thẻ img, tôi nhét vào trong. Bây giờ tôi hover một cái nữa, các bạn biết nó xảy ra tình huống gì không? Đấy. Giờ chắc kéo lên mai cũng được. Không cu ơi, lỏng dây thì ở trên này nó đã đen. Nó đen xì xì rồi. Đây không phải là lỏng đâu. Rút thử cho nào. Đấy, không phải lỏng đâu. Trước cháu dùng cái máy này rồi, nếu mà lỏng thì ở trên này nó cũng đỏ lòm giống như này luôn. Đây là quá nhiệt độ hay như nào ấy. Cháu cứ bướng. Thế là đổi xong đi. Vâng. Được chưa nhỉ? Đấy là cái trò up and try. Sao? Thấy phòng trống nhỉ? Phòng tầng khác còn không cô? Được. 42 mở cửa là vào. Máy chiếu dạ. Thò tay lên bấm. Cái này mở được. Ok rồi. Rồi rồi. Chúng ta lên 402 nhá. Ủa cái máy này nóng thế. Phát wifi.